Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay, không khí lạnh đã tăng cường thêm xuống nước ta nên ở Bắc Bộ gió lạnh hơn và nhiều nơi đã xuất hiện mưa nhỏ, cảm giác rét buốt khi lưu thông ngoài trời. Nhiệt độ sáng sớm nay nhiều nơi phổ biến dưới 15 độ và vùng núi còn dưới 10 độ. Trưa chiều nay trời khô ráo hơn nên nhiệt cao nhất trên toàn khu vực chỉ nhích nhẹ lên ngưỡng 17 cho đến 18 độ. Từ ngày mùng 6, mùng 7 tháng 12, không khí lạnh ở phía Bắc không còn bổ sung thêm xuống nước ta nữa nhưng vẫn duy trì cường độ mạnh. Vì thế nhiệt độ ở toàn miền Bắc có xu hướng tăng lên nhưng mà cũng không vượt quá ngưỡng 21 độ nên trời còn rét. Riêng các tỉnh Tây Bắc nhiệt độ cao hơn khoảng 3 cho tới 4 độ. Với thủ đô Hà Nội, sáng nay trời nhiều mây và có mưa nhỏ lất phất, đến trưa chiều trời tạnh ráo nên nhiệt độ giảm với biên độ nhiệt dao động trong ngày chỉ từ 15 cho tới 18 độ. Từ ngày mai trời tạnh ráo có nắng nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần. Đối với Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên mưa lớn sẽ quay trở lại. Mưa còn tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai. Trọng tâm mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh cho tới Khánh Hòa, với tổng lượng mưa từ 100 cho tới 180mm, có nơi trên 200mm. Do mưa lớn nên từ nay cho tới ngày 7 tháng 12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Dự báo tình trạng mưa lớn sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày sau đó, nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du vùng núi và ngập lụt ở những khu vực trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho tới Khánh Hòa. Quá trình tăng cường trở lại của khối khí lạnh cũng khiến cho thời tiết ở thành phố Đà Nẵng có mưa tăng trở lại, khả năng có mưa vừa, mưa to kèm theo dông. Biên độ nhiệt tại thành phố hôm nay chỉ dao động trong khoảng từ 24 cho tới 27 độ. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay từ sáng đến trưa chiều phổ biến nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở mức 33-34 độ. Đến chiều tối có mưa vài nơi, khả năng đến đêm nay thì khu vực này trời cũng sẽ chuyển se lạnh với nhiệt độ nhiều điểm chỉ khoảng 22-23 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.